Kèo căng cho Honda Vision, Yamaha ra mắt xe ga quốc dân 125cc đẹp hơn Airblade, giá 32 triệu đồng. Mới đây, Yamaha đã cho ra mắt mẫu xe tay ga Free Intangible Edition mới tại thị trường Trung Quốc. Xe được mở bán với mức giá 9.980 nhân dân tệ, khoảng 32 triệu đồng, cao hơn 500 nhân dân tệ so với phiên bản cũ. Ở phiên bản 2024, Free In mới được Yamaha đã bổ sung thêm màu Sky Blue mới. Màu xanh lam mang đến cho người dùng cảm giác tươi mới và thể thao tương tự những mẫu xe đua Yamaha MotoGP. Ngoài ra, Free Intangible vẫn được trang bị đèn pha chữ X ở phía trước, cụm đèn xi nhan trước được đặt cao phía trên cụm tay lái. Xe cũng có hốc chứa đồ đầu xe tiện dụng và một cốp chứa đồ khá rộng rãi dưới yên, nắp bình xăng cũng được đặt phía dưới yên. Bên cạnh đó, Free Intangible mới sử dụng cụm đồng hồ kỹ thuật số toàn phần hiển thị đầy đủ các thông số, giúp người sử dụng có thể nắm bắt được trạng hiện tại của xe dễ dàng hơn. Thay vì sử dụng Smart Key như nhiều tay ga mới ra mắt, Yamaha Free Intangible vẫn dùng chìa khóa cơ truyền thống. Với kích thước tổng thể chỉ 1820mm, 720mm, 1070mm, chiều cao yên 740mm và khối lượng 92kg, Free Intangible mới có thể phù hợp với thể trạng của nhiều người sử dụng, bao gồm cả những người có thân hình nhỏ. Đi kèm với đó là bộ vành đúc 10 inch kèm lốp không xăm có kích thước trước sau là 190:10 và 190:10. Về hệ thống phanh, Free In sử dụng cấu hình đĩa trước và tang chống phía sau, nhưng đáng tiếc là xe không được trang bị ABS. Đây có thể là một điều tiếc nuối nhỏ đối với những người dùng chú trọng đến vấn đề an toàn. Tuy nhiên, xét nếu về giá bán thì cũng không thể đòi hỏi quá nhiều. Về vận hành, Yamaha Free Intangible Edition mang trong mình khối động cơ 125cc, sản sinh công suất tối đa 8,2 mã lực tại ngưỡng tua 6.500 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 9,7 Nm tại 5.000 vòng trên phút,